Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, Quốc hội thông qua dự án luật căn cước có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 với việc đổi tên gọi từ luật căn cước công dân sang luật căn cước, thẻ căn cước công dân cũng sẽ có tên gọi mới là thẻ căn cước. Thưa Quốc hội, Điều 18 của luật căn cước nêu các trường hợp thông tin thể hiện trên thẻ căn cước là ảnh khuôn mặt, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, nơi cư trú, ngày cấp thẻ và hạn sử dụng. Như vậy, so với luật căn cước công dân 2014, trường hợp thông tin về quê quán, vân tay đã được bỏ. Điều 46, luật căn cước quy định về chuyển tiếp quy định rõ, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, có giá trị sử dụng đến hết thời hạn, được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn chủ trì phiên họp giao ban các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Phiên họp đã xem xét cho ý kiến về việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sửa đổi bổ sung quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ban hành kèm theo nghị quyết số 168 ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với các nội dung đã xem xét và yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, giao Sở Tư pháp thẩm định sớm trình xem xét ban hành. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rút kinh nghiệm trong điều hành tín dụng, không để vốn và nền kinh tế bị chậm và ách tắc. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cấp đủ vốn cho nền kinh tế, không để vốn đưa ra chậm, không đúng thời điểm và ách tắc. Cơ quan quản lý tiền tệ cần rà soát toàn diện việc cấp tín dụng cho từng ngân hàng theo các lĩnh vực ngành và báo cáo kết quả trước ngày 1 tháng 12. Ngân hàng Nhà nước cũng chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về điều hành tăng trưởng tín dụng, báo cáo cấp có thẩm quyền với nội dung vượt thẩm quyền. Sáng nay, giá vàng nhẫn 24K trong nước tăng giá cao chưa từng thấy, lên đỉnh mới 61,6 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng miếng tăng thêm 200.000 đồng một lượng so với cuối tuần, lên 71,4 triệu đồng một lượng mua vào và 72,3 triệu đồng một lượng bán ra. Như vậy, giá vàng miếng trong nước chỉ còn cách không xa kỷ lục 74 triệu đồng một lượng ghi nhận hồi đầu tháng 3 năm 2022. Ở vào thời điểm đó, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 17 triệu đồng một lượng, còn ở thời điểm hiện tại, mức chênh khoảng 12 triệu đồng một lượng. Nhiều khả năng giá vàng miếng ở thị trường Việt Nam sẽ lập kỷ lục mới bởi dư địa còn rất lớn. Ngoài mức chênh thấp hơn, sức cầu vàng hiện tại được dự báo sẽ tăng vào dịp cuối năm và đầu năm mới. Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh Hưng Yên vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 thi công xây lắp công trình thuộc dự án đường Tân Phúc - Vọng Phan. Liên danh trúng thầu là Công ty Cổ phần Vinadenta, Công ty Cổ phần Lizen, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mekong, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Hàng không 647. Giá trúng thầu là 2.049 tỷ đồng, tương đương giá dự toán, thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày theo đơn giá điều chỉnh. Dự án đường Tân Phúc - Vọng Phan có tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng, chiều dài tuyến chính gần 24 km cùng hai tuyến đối dài trên 5,5 km qua ba huyện Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cử. Điểm đầu kết nối với nút giao Tân Phúc tại huyện Ân Thi, điểm cuối kết nối với đường DT378 tại huyện Phù Cử. Tuyến chính gồm hai đường song hành quy mô đường cấp 3 đồng bằng, mặt cắt ngang 60m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Đến nay, huyện Văn Lâm tiến hành kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất từ 113 trên 126 hộ ở xã Lạc Hồng có đất thổ cư nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4 đạt 90%. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 11 sẽ hoàn thành kiểm đếm đối với 13 hộ còn lại. Bên cạnh sự kiên trì tích cực của các tổ công tác, vừa qua, đồng chí Bí thư Huyện ủy Văn Lâm cùng các đồng chí Thường vụ Huyện ủy cũng trực tiếp xuống tận hộ dân để đối thoại tuyên truyền giải thích vận động nhân dân đồng thuận nhường đất cho dự án. Huyện Văn Lâm cũng đã ra thông báo thu hồi đất với các diện tích liên quan đến gần 30 hộ được giao đất trái thẩm quyền trước đây tại xã Lạc Đạo. Triển khai từ tháng 9 đến nay, huyện đoàn Phù Cử phối hợp cùng các cấp đoàn cơ sở tổ chức xây dựng 3 tuyến đường cờ Tổ quốc trên địa bàn huyện.
3 tuyến đường cờ Tổ quốc tại thôn An Cầu, xã Tống Chân, dài 4 km, gồm 250 lá. Thôn Đỉnh Cao, xã Đỉnh Cao, dài 2,5 km với 250 lá. Và thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, dài 2 km với 200 lá cờ. Tổng giá trị 3 công trình trên khoảng 33 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Thời gian tới, huyện Đoàn Phù Cừ sẽ tiếp tục xây dựng thêm 2 tuyến đường cờ Tổ quốc trên địa bàn huyện. Việc xây dựng các tuyến đường cờ Tổ quốc nhằm khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc của người dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chùa Từ Vân, hay thường gọi là Chùa Ốc, ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là địa điểm tham quan đặc sắc, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Đây là ngôi chùa độc lạ khi xây dựng từ san hô, vỏ ốc. Chùa được xây dựng từ năm 1968, cách thành phố Nha Trang tầm 60 km về phía nam. Không gian bên trong chùa huyền bí, bốn bề hoa văn độc đáo được kết thủ công từ hàng tỷ vỏ sò, vỏ ốc, lòng tháp bảo tích hình tròn, đồng tâm, mái vòm hình nón và được khảm hoa văn bằng vỏ ốc nhiều màu. Đến chùa ốc, du khách cũng có thể hành trình xuống 18 tầng địa ngục, dài khoảng 500 mét được xây dựng từ đá san hô, vỏ ốc, vỏ sò. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây đã trải nghiệm máy bay chiến đấu hạng nhẹ nội địa Tejas vốn sản xuất nhằm thay thế máy bay MiG-21 trong lực lượng không quân Ấn Độ. Ông Modi đã bước lên máy bay Tejas phiên bản 2 chỗ ngồi trong chuyến thị sát ngày 25 tháng 11 tại thành phố phía nam Bengaluru. Sau chuyến bay, ông mô tả chuyến bay cực kỳ ấn tượng và củng cố đáng kể niềm tin của ông vào khả năng của đất nước. Các máy bay chiến đấu đa năng Tejas được thiết kế để thay thế phi đội MiG-21 cũ kỹ của Ấn Độ, vốn được coi là xương sống trong không quân trong nhiều thập kỷ qua. Thủ tướng Modi coi sản xuất vũ khí nội địa là một trong những mục tiêu cốt lõi của Ấn Độ. Hội đồng mua sắm quốc phòng Ấn Độ hồi tháng 9 đã phê duyệt 9 đề xuất mua thiết bị, giá trị tổng cộng là 450 tỷ rupee, tương đương khoảng 5,41 tỷ đô la Mỹ từ các nhà sản xuất trong nước. Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, nhiều mầm bệnh khác nhau cùng hoành hành là nguyên nhân gây ra tình trạng gia tăng các bệnh về đường hô hấp cấp tính ở trẻ em, khiến khoa nhi trên khắp cả nước rơi vào tình trạng quá tải. Ủy ban Y tế quốc gia cho biết, tình trạng trẻ em ốm tăng mạnh là do virus cúm, cùng các loại virus gây cảm lạnh, viêm phổi, virus hợp bào hô hấp RSV và adenovirus. Ủy ban thúc giục các cơ sở y tế cung cấp thông tin kịp thời và cập nhật về nhu cầu điều trị sốt ngoại trú, yêu cầu các trường học thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc không cho biết có bao nhiêu trẻ em bị ảnh hưởng. Dù COVID-19 vẫn là một trong những bệnh đang lưu hành, nhưng không phải nguyên nhân hàng đầu gây ra đợt gia tăng này. Quốc hội Italia vừa thông qua lệnh cấm thịt nhân tạo sau nhiều tháng tranh luận. Người vi phạm có thể bị phạt lên tới 60.000 euro. Lệnh cấm nói trên cũng bao gồm việc sử dụng các từ đề cập đến sản phẩm thịt truyền thống như xúc xích hay bít tết để tiếp thị các sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật. Bộ trưởng Nông nghiệp Italy nhấn mạnh, quy định trên của chính phủ nhằm mục đích bảo vệ truyền thống ẩm thực và thị trường việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, có thể mất vài năm nữa, nguồn protein này mới được phổ biến rộng rãi. Lệnh cấm của Italy được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia khác, trong đó có Đức, Tây Ban Nha, đang đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, cải thiện quy trình sản xuất thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, tảng băng trôi lớn nhất thế giới lại bắt đầu dịch chuyển và tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Với diện tích gần 4.000 km2, tảng băng trôi ở Nam Cực mang tên A23A có kích thước gần gấp 3 thành phố New York của Mỹ. Kể từ khi tách ra khỏi thềm băng Fresnel Ron ở Tây Nam Cực vào năm 1986, tảng băng trôi, nơi từng là trạm nghiên cứu của Liên Xô, đã đứng yên sau khi đáy của nó bị mắc kẹt trên đáy biển Weddell. Rất hiếm khi quan sát được một tảng băng trôi lớn như vậy đang di chuyển. Do đó, các nhà khoa học sẽ theo dõi chặt chẽ quỹ đạo di chuyển của A23A. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.